chào mừng các em đến với bài giảng sinh học 8. Hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu bài 5, bài thực hành quan sát tế bào và mô. Ở bài này, cô giới thiệu những nội dung chính như sau. Thứ nhất, về mục tiêu bài thực hành là các em phải chuẩn bị được các tiêu bản tạm thời tế bào mô cơ vân. Thứ hai, các em được quan sát và vẽ các tế bào trong tiêu bản đã làm sẵn như tế bào niêm mạc miệng là chúng ta quan sát được mô biểu bì, rồi mô cơ vân, mô cơ trơ, vân vân. Thứ ba, phân biệt được những điểm khác nhau của mô biểu bì, mô cơ và mô liên kết. Phần 2 là phần chuẩn bị để thực hiện bài thực hành này. Chúng ta sẽ chuẩn bị những dụng cụ phương tiện như sau. Thứ nhất là một kính hiển vi, hai lăng kính và lamen, một dao mổ, một kim nhọn, một kim mũi mát, một khăn lau, giấy thấm, một con ếch, một lọ dung dịch sinh lý 0,65% natri clorua, một ống bidet, một lọ axit acetic, một bộ tiêu bản mô bì, một bộ tiêu bản mô cơ vân. Nội dung của bài thực hành thì bài này có hai nội dung chính mà chúng ta phải thực hiện. Thứ nhất là làm tiêu bản và quan sát tế bào. Nội dung thứ hai, quan sát tiêu bản các loại mô khác như mô sụn, mô xương, mô cơ trơ, mô cơ vân. Phần 1. Nội dung 1, chúng ta sẽ làm tiêu bản và quan sát tế bào. Ở đây cô giới thiệu cho các em về hướng dẫn về cách làm tiêu bản quan sát tế bào biểu bì ở da ếch. Các em theo dõi đoạn phim hướng dẫn để chúng ta tiếp nhận kiến thức nhé. Thank you.
em đã vừa theo dõi cách hướng dẫn làm tiêu bản quan sát tế bào bị bì da ết. Tiếp theo cô giới thiệu. Thêm một cái video hướng dẫn cho các em cách làm tiêu bản quan sát tế bào niêm mạc miệng. Thì cái này rất là dễ. Các em qua theo dõi đoạn video nhé. Súc miệng sạch sẽ ha. Ta lấy cái tăm bông ngoáy ở bên trong. Rồi, cái tế bào để làm kính thành một cái vòng tròn như đường xoắn ốc.
đây là một cơ tim, là hình dạng của một cơ tim. Và các em vừa theo dõi các loại mô ở trong tiêu bản, và cô chụp lại gửi lên cho các em quan sát. Vậy thì bài thực hành của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em về nhớ xem lại các đoạn clip hướng dẫn về cách làm tiêu bản và quan sát các tế bào. Và lưu ý cho cô, các em nhớ xem lại kiến thức chức năng của các loại mô để chúng ta học bài tiếp theo. Và xem trước cho cô bài số 6. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong bài tiếp theo nhé.